Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay mùng 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong chuyên mục tin sáng, khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14, báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của thủ đô cho thấy 10 trên 15 chỉ tiêu năm 2012 đã không hoàn thành. Hôn nhân cận huyết đang khiến nguy cơ suy giảm nòi giống trong dân tộc Chất ở Hà Tĩnh ngày một cận kề. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, ăn cắp điện, câu chuyện diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước nhưng lại đang khó xử lý vì nhiều lý do. Cùng đến với chuyên mục cuộc sống bốn phương, Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng. Triển lãm Los Angeles Auto Show thu hút người tham gia. Như thường lệ, mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày hôm qua. Sự suy giảm của nền kinh tế năm 2012, sự kém cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh đã phần nào khiến lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào Việt Nam giảm sút. Làm thế nào để lấy lại lòng tin đó, đồng thời khôi phục động lực tăng trưởng kinh tế cũng chính là câu hỏi được đặt ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 đã được khai mạc vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Ngày hôm qua, mùng 3 tháng 12, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề khôi phục động lực kinh tế. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân trong nước và hơn 15.000 doanh nghiệp nước ngoài cho biết họ không có ý định mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Theo đại diện Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, niềm tin và triển vọng kinh doanh của 800 doanh nghiệp hội viên của tổ chức này trong quý 3 năm 2012 chỉ đạt 45 điểm, mức thấp nhất kể từ lần đầu tiên thực hiện vào quý 4 năm 2010. Những bất ổn của kinh tế vĩ mô những năm gần đây, sự suy giảm kinh tế của năm 2012, sự kém cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh đã phần nào khiến lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào Việt Nam giảm sút. Chính vì thế, các doanh nghiệp tỏ ra quan ngại về tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng trong tương lai. Điều quan trọng, Việt Nam cần có những động thái tích cực để lấy niềm tin cho các doanh nghiệp. Cái giải pháp quan trọng nhất mà chính phủ cần phải triển khai vẫn là cái sự kiên định đối với những chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và nhằm tiếp tục cải cách thể chế rồi tái cấu trúc nền kinh tế để tạo ra một cái môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch. Và chỉ trên cơ sở có một cái môi trường kinh doanh như vậy thì doanh nghiệp mới có được cái niềm tin và có được cái định hướng đúng đắn để có thể đầu tư dài hạn. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định Chính phủ đang nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, Chính phủ luôn luôn kề vai sát cánh, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc hoạch định chính sách phù hợp sát với nhu cầu của các doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam. Vào thời điểm này, sự chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư là các cam kết và thông điệp nhất quán từ phía Chính phủ về việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cũng như các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Hơn thế, đó còn là hành động cụ thể và mạnh mẽ, quyết liệt hơn để những khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp thực sự được cải cách trong thực tế. Chỉ có như vậy mới kỳ vọng lấy lại được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó khôi phục động lực tăng trưởng kinh tế. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức nổi bật được đăng tải trên các trang báo ra sáng nay. Trên trang 1 và trang 4 của báo Thanh Niên có bài viết về tàu cá Trung Quốc phá cáp tàu Bình Minh 02. Tối ngày 3 tháng 12, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, cho biết thông tin tàu Bình Minh 02 bị tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp đã được xác nhận trên website của tập đoàn này. Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17 độ 26 Bắc và 108 độ 02 Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Đông Nam và cách đường trung tuyến Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, PVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và tàu cá Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cáp địa chấn để sớm tiếp tục công việc. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 12, sau khi khắc phục xong sự cố địa chấn, tàu Bình Minh 02 tiếp tục công tác khảo sát bình thường. Việc tàu cá Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản,
không những vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam và làm ảnh hưởng đến hoạt động trên biển của VVBN. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kịch liệt phản đối hành động xâm hại tàu Bình Minh 02 của tàu cá Trung Quốc và kiến nghị các cơ quan chức năng yêu cầu phía Trung Quốc giáo dục công dân Trung Quốc tôn trọng vùng biển Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu của Việt Nam, trong đó có tàu khảo sát của VVN, ông Dũng cho biết. Theo giáo sư Kathayer, Học viện Quốc phòng Úc, thì rõ ràng đây là một hành động mang tính khiêu khích. Điều này sẽ khiến cho các nước như Việt Nam ngày càng khó khăn hơn trong việc mời thầu dầu khí đối với các công ty nước ngoài nếu như Bắc Kinh còn tiếp tục gây rối. Chỉ có điều chưa rõ là không biết ai là người đứng đằng sau vụ cắt cáp này, một cơ quan trung ương Trung Quốc hay chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kết nối lại một loạt các hoạt động gần đây từ Bắc Kinh, in hộ chiếu có hình đường lưỡi bò, loan báo quy định khám xét tàu và giờ lại cắt cáp, cho thấy Trung Quốc sẽ ngày càng không chùn bước để khẳng định cái gọi là chủ quyền trên Biển Đông. Một ý kiến khác của tiến sĩ Kerry Brown, tổ chức Chatham House của Anh thì cho biết, động thái này chỉ càng cho thấy Trung Quốc không có dấu hiệu hay sẵn sàng ý nào cho một thỏa hiệp để giải quyết các bất đồng trên Biển Đông. Cần phải gây áp lực lên Trung Quốc để nước này đi theo con đường tuân thủ luật pháp quốc tế, hơn là cứ áp dụng những chiến thuật cũ rích như thế này, vốn chỉ làm xói mòn thêm giá trị đạo đức của chính Bắc Kinh, cũng như làm gia tăng bất an và bất ổn trong khu vực. Trong khi vụ hộ chiếu đường lưỡi bò vẫn đang bị lên án, thì Trung Quốc tiếp tục có thêm một hành vi gây hấn mới. Dư luận đang lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Trung Quốc đòi kiểm soát tàu bè nước ngoài, xâm phạm tự do hàng hải trên Biển Đông. Đây là thông tin được phản ánh trên trang 19 báo Tuổi Trẻ và bài viết với tựa đề Trung Quốc ngang ngược đòi kiểm soát Biển Đông, hành động gây hấn mới của Bắc Kinh. Diễn biến của hành động gây hấn này như sau. Vào ngày 29 tháng 11, Nhật báo Trung Quốc và Tân Hoa Xã đưa tin từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, Cảnh sát Biên phòng tỉnh Hải Nam sẽ có quyền kiểm tra, bắt giữ và trục xuất bất kỳ thuyền bè nước nào xâm nhập trái phép các vùng biển do chính quyền Hải Nam quản lý. Vào ngày 27 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Nam thông qua điều lệ quản lý trị an biên phòng duyên hải Hải Nam. Điều lệ tự vẽ này trao quyền cho Cảnh sát Biên phòng Hải Nam khống chế tàu nước ngoài khi các tàu này thả neo bất hợp pháp trên vùng lãnh hải thuộc quyền quản lý của tỉnh Hải Nam và đổ bộ bất hợp pháp lên các đảo thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Nam. Phía Công an Trung Quốc có quyền báo cáo buộc các tàu nước ngoài phải thay đổi hải trình hoặc tịch thu thuyền bè và các thiết bị hàng hải. Ngoài ra, các cơ quan công an biên phòng Trung Quốc cũng sẽ xây dựng thêm các trạm biên phòng tuần tra các đảo và các vùng biển thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, trên thực tế là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành vi gây hấn mới này của Trung Quốc đã lập tức bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội. Vào ngày 30 tháng 11, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitswan mô tả quy định mới của Trung Quốc là một hành vi leo thang căng thẳng và là một diễn biến cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng, động thái này của Trung Quốc gây lo ngại và hoang mang đối với tất cả các bên và đặc biệt là các bên cần tự do hàng hải trên Biển Đông. Và ông Pitswan cũng cảnh báo, vấn đề là bạn có thể đòi chủ quyền, đưa ra các biện pháp và chính sách, nhưng luôn có nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng lớn và các vụ đụng độ. Ngân hàng ngại giảm lãi suất là một thông tin đáng chú ý trên trang 15 của báo Tiền Phong do tác giả Thu Hằng cung cấp. Chính phủ đang cân nhắc chỉ đạo hạ lãi suất cho vay xuống 10% một năm nhằm cứu doanh nghiệp, tuy nhiên các ngân hàng thương mại khó thực hiện vì sợ ăn vào lợi nhuận. Dù đã bước vào vụ sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết cận kề, nhưng nhiều ngân hàng dè dặt chưa đưa ra các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp. Cuối tháng 11, ngân hàng Sacombank mới tung ra gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp tham gia bình ổn giá thị trường. Hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương ở chợ tại thành phố Hồ Chí Minh, lãi suất cho vay chỉ 10% một năm trong 3 tháng đầu, thời hạn vay tối đa là 6 tháng. Tuy vậy, gói tín dụng này chỉ kéo dài đến hết tháng 1 năm 2013. Tháng 10, ngân hàng Eximbank dành 4.500 tỷ đồng lãi suất 9-10% một năm cho doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ. Trước thông tin chính phủ họp bàn giảm lãi suất và áp trần lãi vay, nhiều chủ doanh nghiệp rất đồng tình nhưng lại tỏ vẻ hoài nghi. Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng thì cho biết các ngân hàng chỉ mới dậm dịch giảm lãi suất, phải chờ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Giảm lãi vay đồng nghĩa là giảm lợi nhuận nên thực sự là không ai muốn đâu. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia về ngân hàng thì nhận định giảm lãi vay là cần thiết nhằm cứu doanh nghiệp, nhưng mức chênh lệch lãi suất đầu ra chỉ 3-4% sẽ khó đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí là còn bị lỗ. Mặt khác, tình trạng lách trần đi đêm lãi suất có thể sẽ lại tiếp diễn và phức tạp hơn. Theo ông Hiếu, việc cao bằng lãi suất cho vay với một đối tượng khách hàng, loại hình vay sẽ làm tăng rủi ro cho ngân hàng, đặc biệt là vì sợ ăn vào lợi nhuận nên ngân hàng sẽ khó chấp nhận giảm lãi suất ngay. Chỉ một số ngân hàng quốc doanh có nguồn vốn giá rẻ mới có khả năng giảm lãi suất xuống dưới 10% một năm. Trên trang 6, báo Thanh Niên, tác giả Mai Hà có bài viết với nhan đề Thủy điện Việt Nam đi ngược chiều thế giới hay không?
Theo đó, nhiều dự án thủy điện không có đủ các quy chuẩn cần thiết, trong khi cơ quan quản lý không kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Theo kết quả thanh tra các hồ đập thủy điện vừa và nhỏ mới đây của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, hầu hết không có công trình bảo đảm dòng chảy tối thiểu, một số công trình không thiết kế cống xả đáy, nên khi sự cố xảy ra đã không thể xả nước theo yêu cầu. Tại tỉnh Quảng Nam, điểm nóng thủy điện, hầu hết các đập đã và đang được xây dựng trên vùng đầu nguồn đều không có cửa xả đã xáy sâu. Trước đó, trả lời báo chí trong một cuộc họp tại Bộ Công Thương, ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cho rằng việc có hay không cửa xả đáy là do thiết kế của thủy điện. Ở Việt Nam hiện có mấy trăm thủy điện, nhưng chỉ có các thủy điện lớn có cửa xả đáy là Hòa Bình và Sơn La. Cũng theo ông Dũng, việc thêm cửa xả đáy vào hồ thủy điện thì thêm một chi tiết càng thêm nguy cơ, mất an toàn. Đập thủy điện, cố gắng giảm thiểu các thiết bị bên trong thân đập và càng giảm bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, vì lợi nhuận nên nhiều chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đã không thiết kế cửa xả đáy để bắt nước phải về qua đập thủy điện. Trên nguyên tắc, tất cả các đập thủy điện lớn nhỏ đều phải thiết kế cửa xả đáy để khi có nguy cấp thì xả đáy cứu đập, hoặc thông thường vài năm cũng phải xả một lần để xả bớt cát trong hồ. Việc không thiết kế cửa xả đáy là sai, ảnh hưởng rất lớn đến an toàn thân đập. Ông Hồng nói, dẫn ra ví dụ thủy điện Sông Chanh 2, ông Hồng cho rằng vì không có cửa xả đáy nên phía trên thượng lưu của thân đập luôn tồn tại một khối lượng nước rất lớn, tạo ra nguy hiểm cho thân đập. Bán rừng ngân sách thấp hơn giá thành là câu chuyện của công ty lâm nghiệp Bình Thuận trồng rừng để bán lỗ và không qua đấu giá. Để chi phí trồng rừng mới, chăm sóc 1 hecta rừng 5 năm tuổi, người đầu tư ít nhất phải bỏ ra gần 20 triệu đồng. Thế nhưng công ty lâm nghiệp Bình Thuận lại bán rừng 6 năm tuổi chỉ với giá 12,9 triệu đồng trên 1 hecta. Công ty do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận làm chủ sở hữu và có đến 4 đơn vị trực thuộc được giao quản lý hơn 11.000 hecta rừng. Đến năm 2010, rừng trồng do đơn vị này quản lý gần 9.000 hecta. Tuy nhiên rừng do đơn vị này xuất bán rất ít khi được đưa ra đấu giá theo quy định. Các hợp đồng này đều không thể hiện đã thuyết minh thiết kế khai thác và bản đồ khu khai thác để Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định thiết kế theo quy định. Rừng được bán thấp hơn so với mức giá mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về phương thức tiêu thụ gỗ rừng trồng có nguồn gốc vốn từ ngân sách. Ông Mai Kiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết vì công ty bán rừng không thông qua quy chế đấu giá, không gửi thuyết minh thiết kế và bản đồ khai thác để Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định nên Sở không thể nắm được. Theo ông Mai Kiều, vấn đề này Sở Tài chính đã được phân cấp có trách nhiệm làm rõ. Ngày 3 tháng 12, phóng viên liên lạc với ông Tăng Việt Cường, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận để trao đổi thông tin về việc bán rừng nêu trên, thì ông Cường cho biết cảm ơn báo chí đã cung cấp thông tin về vụ việc và Sở sẽ lập đoàn thanh tra để kiểm tra ngay vụ việc nêu trên. Ông Nguyễn Toàn Thiện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận thì cho biết việc bán gỗ rừng không qua đấu giá là sai quy định. Mặc dù vấn đề này không có trong nội dung chất vấn trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc ngày 4 tháng 12, nhưng tôi sẽ chất vấn và yêu cầu giải trình để làm rõ vấn đề này. Trên trang 10 báo Đại Đoàn Kết có bài viết với nhan đề chính quyền xã huyện bất lực về tình trạng vàng tặc cày nát khu bảo tồn thiên nhiên. Cho tới thời điểm này thì tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng được coi như là một căn bệnh kinh niên kéo dài hơn chục năm mà chưa có thuốc đặc trị. Chính quyền địa phương vẫn tỏ ra bất lực ngậm ngùi, đứng nhìn tài nguyên thiên nhiên bị thất thoát, môi trường hủy hoại, đời sống con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý giải về thực trạng vàng tặc lộng hành, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa thừa nhận, hiện tượng khai thác vàng đã xảy ra từ năm 1987 kéo dài dai dẳng cho đến nay. Ủy ban Nhân dân xã đã làm hết khả năng, nhưng bản thân xã Thần Sa thì không thể xử lý nổi. Trước diễn biến phức tạp của nạn khai thác vàng trái phép, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai đã thành lập đội kiểm tra liên ngành về tài nguyên khoáng sản và nhiều lần tiến hành truy quét vàng tặc trên địa bàn xã Thần Sa. Tuy nhiên, sau mỗi đợt truy quét được vài ngày, tình trạng vàng tặc lại tái diễn, thậm chí lộng hành và có quy mô lớn hơn. Và nghịch lý là lãnh đạo Thần Sa và huyện Võ Nhai đều giải thích hoạt động khai thác vàng diễn ra lén lút, đường giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên thì theo phản ánh của người dân và khảo sát thực tế thì việc khai thác vàng trái phép ở đây rất ngang nhiên, công khai giữa ban ngày, đường đi lại tương đối dễ dàng, thậm chí ngay cả ô tô có thể đến được các bãi vàng trái phép. Theo thông tư 197 về thu phí sử dụng đường bộ, mức phí đối với xe máy là 50.000 đến 150.000 đồng trên một năm tùy theo dung tích xi lanh. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ thu phí đối với xe máy của tổ chức hộ gia đình trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều người thực hiện thu phí đối với xe máy ở địa phương đang băn khoăn sẽ khó thu đúng, thu đủ khoản phí này. Theo ông Vũ Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường chỉ đạo tổ dân phố hoặc thôn hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe máy của chủ phương tiện trên địa bàn. Hầu hết các cán bộ địa phương
sẽ nắm rõ được từng hộ có những ai và làm gì, do vậy việc thực hiện thu sẽ không quá phức tạp. Còn theo ông Lê Văn Trận, cán bộ tổ dân phố 8, phố Sông Thao, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thì đây là loại phí mới, trước mắt phí này sẽ khó thu nếu người dân không tự giác nộp. Nếu hộ dùng điện mà không nộp tiền thì sẽ bị cúp điện, hay nước cũng vậy, sử dụng nước sạch mà không nộp tiền thì sẽ bị cúp nước ngay. Tuy nhiên, người đi xe máy vì lý do nào đó mà không nộp phí thì cán bộ đi thu cũng phải đành chịu. Còn ông Ngô Sĩ Kiến Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thì cũng cho biết là việc giao cho Ủy ban Nhân dân phường, thị trấn hay xã tổ chức thu phí đối với xe máy của tổ chức và cá nhân trên địa bàn trong thời điểm hiện nay là không dễ thực hiện. Ngày 3 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo nhiều phường xã cho biết là chưa được triển khai việc này. Ông Lê Hoàng Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói ông mới biết thông tin thu phí đường bộ qua báo chí. Ông Danh cho rằng để việc thu phí đi vào thực tế thì ít nhất phải mất 2 tháng kể từ ngày chính thức bắt đầu triển khai, do phải đến từng ấp để điều tra nắm số liệu để lập hộ. Khi lập bộ xong rồi thì hàng tháng hoặc hàng quý phải cập nhật biến động của số lượng xe máy thì có thể triển khai thu phí được. Hầm Kim Liên nứt và rò rỉ nước do khe có giãn không tốt. Đây là nhan đề của bài viết trên trang 14 báo Tiền Phong. Việc rò rỉ nước tại hầm Kim Liên xảy ra ở các khe có giãn không tốt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trao đổi với một số cơ quan báo chí vào chiều ngày hôm qua. Theo ý kiến của ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nói rằng các khe có giãn là khe kết nối giữa các đốt hầm, do tác động của quá trình chuyển dịch đi lại nên khe có giãn bị nứt. Theo ông, nứt khe có giãn là do yếu tố nào đó làm tác động đến phần bê tông hai bên nếu khe tốt đã không nứt. Bài viết trích dẫn thêm ý kiến của ông Phạm Hữu Nam là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Duy tu Hạ tầng Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải. Ông cho rằng do phương tiện qua lại và những vận động về địa chất, hầm lại có hiện tượng thấm nước qua các khe có giãn. Vào các đợt mưa dài ngày và khi mực nước hầm dâng cao, tại vị trí khe có giãn lại xảy ra hiện tượng thấm nước. Sở Giao thông Vận tải xin báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và có văn bản gửi tới Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, đơn vị tư vấn để đánh giá lại hiện trạng và tìm giải pháp hợp lý hiện tượng rò rỉ nước tại khe co giãn hầm Kim Liên. Rớt nước mắt vì dưa là câu chuyện mà tác giả Minh Toàn đăng trên trang 3 của báo Lao động. Những ngày này, nhiều nơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, hàng chục điểm tập kết dưa hấu lên đến hàng trăm tấn vương vãi trên đường. Không năm nào dưa hấu được mùa như năm nay, nhưng điệp khúc được mùa rớt giá lại rơi trúng vào thời điểm gần giáp Tết, khiến cho nhiều gia đình trồng dưa hấu của huyện Đắc Tô phải lao đao. Hơn chục năm qua, đây là lần đầu tiên thời tiết trên địa bàn tỉnh Kon Tum mưa thuận gió hòa, mưa không dai dẳng như những năm trước, khí hậu bớt khắc nghiệt hơn. Bởi vậy, hàng chục hộ nông dân trồng dưa tại xã Diên Bình, huyện Đắc Tô được mùa, mỗi hecta thu hoạch từ 50 đến 70 tấn dưa, nhưng được mùa mà người dân không vui. Năm 2011, mỗi kg dưa hấu bán sỉ cho tư thương dao động từ 7.600 đến 8.000 đồng. Vậy mà năm nay, hàng chục gia đình trồng dưa hấu lại rớt nước mắt vì dưa. Hàng trăm tấn dưa hấu chất đầy ven đường, nhiều gia đình nông dân cử cả người nhà, từ người lớn đến trẻ em ra đường vẫy tay, đón người đi đường để bán lẻ đến từng quả dưa một. Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng địa bàn xã Diên Bình, huyện Đắc Tô đã có khoảng 100 gia đình canh tác 105 hectare dưa, bình quân mỗi hectare khoảng 50 tấn thì toàn xã Diên Bình hiện đang ứ động khoảng 7.500 tấn dưa hấu. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình cho rằng người dân trồng dưa hấu hoàn toàn tự phát, không theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân xã không đủ khả năng dự báo, nắm bắt nhu cầu thị trường phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất của người nông dân. Do đó, người nông dân vẫn còn tự bơi trong cơ chế thị trường hiện nay. Chính tôi trồng dưa cũng đã lỗ mất một miếng đất vườn với giá thời buổi hiện nay là vài trăm triệu đồng. Xem ra vấn đề tam nông, nông nghiệp, nông thôn và nông dân và liên kết bốn nhà, nhà nước, nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học vẫn là những câu hỏi lớn tiếp tục cần có lời giải. Trong chuyên mục vấn đề bạn đọc quan tâm, ở trên trang 11 báo Đại Đoàn Kết có bài viết với nhan đề Thưởng Tết năm 2013 dự kiến eo uột. Còn quá sớm để nói về thưởng Tết năm 2013, tuy nhiên thì với người lao động, Tết năm 2013 sẽ không còn hồi hộp và mong đợi như những năm trước. Bởi gần hết năm mà nhiều lao động mới chỉ được lĩnh lương tháng 6 và thậm chí nhiều người mới chỉ được lĩnh tháng 3. Năm 2013 được dự đoán là năm khó khăn với người lao động. Dự báo trong năm 2013 sẽ có 29% doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới và 3% doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhân sự. Bên cạnh đó, chỉ còn 68% doanh nghiệp quyết định tuyển dụng thêm nhân viên so với con số 75% của năm 2012. Theo ý kiến của ông Đặng Quang Điều, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, tiền lương tăng hay giảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố cung cầu trên thị trường lao động. Hơn nữa, chính phủ đã có lộ trình tăng lương năm 2013 với mức tăng lên tới trên 25%. Cho dù năm 2013 có khó khăn, mức lương của người lao động vẫn không thể giảm.
Thời điểm này thì trao đổi với một số lãnh đạo của các ngân hàng về lương thưởng Tết, đại diện ngân hàng đều cho rằng còn quá sớm để nói về việc thưởng Tết, tuy nhiên chắc chắn khoản thưởng năm nay sẽ rất thấp. Đó là những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục điểm báo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Và mở đầu là thông tin mới nhất về cơn bão Pofa. Vào 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc, 127,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông đảo Mindanao của Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16, tức là từ 167 cho đến 201 km/h, giật cấp 17, cấp 18. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc, 121,7 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 cho đến 166 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng từ 15 cho đến 20 km. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ trưa ngày mai 5 tháng 12, ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau đó tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và vào ngày mai, 5 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Một tin tức khác, ngày hôm qua, 3 tháng 12, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 đã khai mạc. Báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2013, thành phố Hà Nội nêu rõ 10 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2012 đã không hoàn thành. Do vậy, một trong những vấn đề của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ là phân tích, đánh giá và tìm ra định hướng phát triển kinh tế xã hội của thủ đô năm 2013. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố có xu hướng tích cực, quý sau tăng cao hơn quý trước và cả năm tăng 8,1%, gấp 1,55 lần so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng gần 14% so với năm 2011, chỉ số tiêu dùng được kiềm chế ở mức một con số. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội thủ đô năm 2012 còn nhiều khó khăn thách thức. Trong đó, 10 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2012 không hoàn thành, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 và khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2011 tới 2015 đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14 thông qua. Cụ thể, như mức tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng giảm dần qua các quý, 14 trên 21 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm của các tháng. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2013. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 kéo dài đến hết ngày 7 tháng 12 và dự kiến thông qua một số nghị quyết quan trọng như quy hoạch xử lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ, việc ban hành sửa đổi bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đang chuẩn bị đợt giảm giá bán từ 160 cho đến 200 đồng 1 kg và nhiều khả năng sẽ giảm tiếp từ nay cho đến dịp Tết. Điều này trái ngược so với cùng thời điểm tăng giá của năm 2011. Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, sở dĩ giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường không có nhiều biến động tăng giá là do giá nguyên liệu như cám mì, bắp, khô dầu đậu nành đều mức thấp, mức giảm từ 2,3 đến 8,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu trong nước cũng phong phú hơn, qua đó giúp doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có nhiều lựa chọn và không quá phụ thuộc vào nguyên liệu ngoại nhập. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, thời gian qua, giá thức ăn đã tăng nhiều lần, nhưng giá thịt bán ra thị trường lại thấp, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thức ăn đầu vào giảm,
nên Cục Chăn nuôi sẽ có các biện pháp yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này giảm giá. Hiện nay, các nhà vườn chuyên trồng hoa lai ơn của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang tất bật vào vụ hoa Tết. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho các công đoạn làm đất xuống giống, hứa hẹn một mùa hoa Tết nhiều niềm vui. Những ngày qua, thời tiết nắng ấm kéo dài thời gian, dễ khiến hoa nở sớm. Do vậy, các hộ đã lùi thời gian sao canh hoa nở đúng dịp Tết. Thông thường, hoa lai ơn có thời gian sinh trưởng trong khoảng từ 65 đến 75 ngày. Do đó, lúc này, các nhà vườn đang tích cực ra đồng xuống giống. Ước tính, diện tích đất canh tác hoa lai ơn của toàn thành phố Tuy Hòa khoảng 45 hectare. Rồi bông hoa thì nói cho chồng thì Tết nó cũng vui, nhộn nhịp. Nên là cũng nó cũng thất thú, năm nào cũng cứ đeo đuối mà trồng. Nhưng có nhờ thời tiết à. Cho năm nào mà mưa nó ít mưa thuận lợi thì trồng thì nó cất ve hơn. Còn nếu mà 23 tháng 10 mà ông làm ông mưa gió nhiều, ông dư nước thì cây trồng nó hư hao. Vụ hoa Tết năm nay, các nhà vườn trồng hoa vẫn ưu tiên sử dụng các giống hoa lai ơn truyền thống như đỏ mập, xanh, son sắt, lữ hổ và một vài loại giống cao cấp như lai ơn tím cẩm, đỏ vuông. Tuy nhiên, giá củ giống hoa lai ơn năm nay tăng lên khá cao. Hiện 1 kg củ giống hoa lai ơn loại thường mua tại Đà Lạt lên đến 90.000 đồng. Còn đối với các loại giống cao cấp từ 150.000 đến 200.000 đồng, chưa kể chi phí vận chuyển. Trong cái điều kiện hiện nay bà con xuống giống là thời tiết rất tốt nên là xuống giống là rất thuận lợi. Nhưng mà thời tiết mình không có thể đoán được. Có thể là khoảng 10 hay là 20 ngày sau sẽ mưa lớn. Nên đã có hướng chỉ đạo là bà con thứ nhất là bắt rảnh cái luống hơi cao với cái hình thức là làm sao mà tú, với hai nữa là khi mưa thì nước nó thoát ra ngoài hết. Hiện thời tiết nắng ráo rất thuận lợi để người dân ra đồng làm đất trồng hoa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà vườn ở Tuy Hòa còn chờ đợi thêm ít ngày nữa mới xuống giống. Bởi nếu gặp thời tiết không thuận lợi như lạnh kéo dài thì còn có thể dùng các biện pháp can thiệp thúc hoa nở sớm hơn như bón kali, trong đèn. Tuy nhiên, không vì thế mà các làng hoa lai ơn ở Tuy Hòa thiếu nhộn nhịp. Trên 30 vùng bãi bồi ven sông Ba, qua bàn tay của người trồng, những chòi hoa lai ơn bắt đầu nhú khỏi mặt đất, hứa hẹn một mùa hoa Tết Quý Tỵ trọn niềm vui. Trong giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2015, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Tổng số nguồn vốn cần để thực hiện chương trình 167 giai đoạn 2 lên tới khoảng gần 19.000 tỷ đồng. Theo tờ trình của Bộ Xây dựng, về cơ bản, cơ chế và chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 sẽ được thực hiện tương tự như cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang được triển khai. Tuy nhiên, một số nội dung sẽ được điều chỉnh, trong đó quan trọng nhất là mức hỗ trợ và mức vay được tăng lên để đảm bảo phù hợp với giá cả hiện nay. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức 10 triệu đồng một hộ. Đối với những hộ cư trú tại vùng khó khăn thì mức hỗ trợ là 12 triệu đồng một hộ. Những hộ cư trú tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 14 triệu đồng một hộ. Bên cạnh đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Xây dựng cũng đề nghị mở rộng nhóm đối tượng được hỗ trợ. Nhằm cải thiện cho đời sống của những hộ dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa, Unilever Việt Nam vừa phê duyệt thêm 14 chương trình dự án nước sạch và rác thải với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Đây là một hoạt động trong kế hoạch phát triển bền vững của Unilever tại Việt Nam với cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 20 triệu người dân thông qua việc giáo dục và cải thiện điều kiện vệ sinh, sức khỏe vào năm 2020, giảm thiểu tác động từ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đến môi trường. Trong năm đầu thực hiện kế hoạch, đã có 4,5 triệu người hưởng lợi trực tiếp thông qua các kênh truyền thông và cải thiện vệ sinh và sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp cho 10.000 hộ gia đình nghèo vay tài chính vi mô thông qua việc cung cấp vốn cho phụ nữ nghèo khởi nghiệp mô hình kinh doanh nhỏ với tổng ngân sách tới 20 tỷ đồng. Từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 12, tại thành phố Co Ông của tỉnh Co Ông, Tỉnh hội người Campuchia gốc Việt Nam đã phối hợp cùng các bác sĩ, thầy thuốc, từ thiện của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho khoảng 3.000 Việt Kiều và người dân nghèo Campuchia. Đoàn khám chữa bệnh từ thiện của Việt Nam đến Co Công lần này có hơn 30 thành viên, trong đó có các bác sĩ và y tá làm việc tại một số bệnh viện và phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về chuyên khoa mắt, phụ khoa, điều trị xương khớp, câm điếc, bại liệt. Dự kiến trong đợt khám này, đoàn sẽ thăm khám cho khoảng 3.000 người.
Hiện nay tại Co Công có khoảng 5.000 Việt Kiều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, chương trình khám chữa bệnh từ thiện là cơ hội hiếm hoi giúp cho bà con Việt Kiều có được điều kiện tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe của mình. Co Công là một địa phương nằm ở cực Tây Nam của Campuchia, giáp với Thái Lan, đường giao thông không thuận lợi. Đây cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất của Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Co Công sẽ tiếp tục chương trình khám chữa bệnh từ thiện cho bà con Việt Kiều và người dân nghèo Campuchia trong tỉnh. Những năm 50 của thế kỷ trước, một nhóm người chất sống lay lắt trong rừng sâu đã được phát hiện và đưa về định cư ở bản Giào Tre thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Với 33 hộ gia đình trong bản, cuộc sống dù đã có những khởi sắc, thế nhưng khó khăn trong việc giao lưu kết nối dẫn tới một thực trạng, đó là hôn nhân cận huyết. Nhiều người đang lo ngại về nguy cơ lụi tàn nòi giống của một tộc người vừa mới được hồi sinh. Cháu lấy chú, con anh lấy con em, con cô lấy con cậu. Mối quan hệ hôn nhân luẩn quẩn này đang mặc nhiên diễn ra tại bản Rào Tre. Xét về phả hệ, người phụ nữ này phải gọi chồng mình là chú ruột. Khổ, phản đối chi đỡ, chắc là lấy thôi chứ bên đi phản đối chi thế nữa. Kỳ. Đến nay, ở bản Rào Tre đã xuất hiện thế hệ thứ ba của đồng bào chất. Dòng giống đang có nguy cơ suy giảm khi mà hậu quả của việc giao phối cận huyết đã hiển hiện. Một thống kê cho thấy, cứ 4 đứa trẻ sinh ra thì có một phải chịu cảnh tật nguyền hoặc phát triển không bình thường. Gia đình chị Hồ Thành có 2 người con thì một bị bại não, một bị còi cọc chậm phát triển. Em thấy đau hiểu. Con hồi thì mình đi được bình thường chứ nè. Cho con em thì cứ ngồi ngủ rửa, mẹ cứ ngồi toan con cháu đi một đứa. Thực tế là coi như là rõ ràng là tình cần hợp thống là vì anh em lấy nhau, có thực tế đó. Nên là vì là xảy ra những cái là hiện tượng là coi như là chấn đi, nên là coi như là điếc đi, cống đi, người bị là thực tháng rồi. Hậu quả thì đã rõ, thế nhưng lối ra cho thực trạng này thì đang hết sức mù mịt. Với những nét tâm sinh lý, văn hóa, lối sống mang tính đặc trưng, người chất thật khó kết duyên với người kinh. Chỉ với 33 hộ, 132 nhân khẩu sống quẩn quanh ở bản, người chất gần như không có sự lựa chọn trong quan hệ hôn nhân. Chúng tôi cũng biết vậy nhưng mà đang tuyên truyền vận động bà con ở các cái vùng khác, mà đặc biệt là cái như ở Quảng Bình, để là coi như giao lưu học hỏi và để xây dựng gia đình về nhau, nhưng mà trên cơ sở đó họ cũng không thể là coi như là đáp ứng được. Việc từ bỏ hàng đá về sống định cư dưới chân núi Ca Đay đã ngăn chặn được nguy cơ diệt vong của cộng đồng người chất ở Hà Tĩnh. Thế nhưng hôn nhân cận huyết lại cũng đang đẩy tộc người này vào mối nguy lụi tàn nổi giống. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Ăn cắp điện, câu chuyện diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước nhưng lại đang khó xử lý vì nhiều lý do. Tin tức nổi bật trên thế giới trong cuộc sống bốn phương, Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng. Không khí chuẩn bị Giáng sinh náo nhiệt ở Đức và Australia. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện buổi sáng của chúng tôi hôm nay xin được đề cập đến một vấn đề không quá mới nhưng gây ra bức xúc trong xã hội, đó là tình trạng gian lận ăn cắp điện trong các khu dân cư. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, từ đầu năm đến nay, các công ty điện lực thành viên của đơn vị này đã kiểm tra và phát hiện trên 2.300 vụ ăn cắp điện, xử lý bồi thường trên 4 triệu kWh, tương đương với hơn 9 tỷ đồng. Con số này có lẽ chưa phản ánh hết thực trạng tình trạng trộm cắp điện đang diễn ra ở miền Bắc, song nó cũng khiến cho ngành điện phải quan tâm hơn đến vấn đạn này. Nhất là khi thủ đoạn trộm cắp điện ngày càng tinh vi với quy mô ngày càng lớn và gây ra thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế. Tuy nhiên, phát hiện được những vi phạm này đã khó. Làm sao để xử lý được những đối tượng vi phạm một cách mạnh tay, thậm chí là xử lý hình sự những vụ trộm cắp quy mô lớn để tăng tính răn đe còn khó hơn nhiều. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do nhóm phóng viên của kênh VTC14 thực hiện tại tỉnh Hải Dương, địa phương tiêu thụ khoảng 10% lượng điện của cả miền Bắc. Ở huyện Nam Sách, có lẽ không nơi nào tỷ lệ công tơ điện mới nhiều như ở hai thôn An Đông, An Đoài thuộc xã An Bình này. Cả hai thôn có khoảng 600 công tơ thì đã có đến hơn 100 công tơ vừa mới được thay thế cách đây 2 tháng. Hàng chục công tơ khác dù vừa đưa vào sử dụng gần 3 năm nay cũng chuẩn bị được thay.
Lý do không phải do hỏng hóc mà là vì công ty Hà Hanh, đơn vị bán điện tại đây, nghi ngờ nhiều hộ gia đình ở hai thôn này đã sửa công tơ để giảm bớt tiền điện. Số lượng công tơ có vấn đề ngày càng tăng, khiến cho đại lý bán điện thua lỗ liên miên. Đến nay, tổng cộng đã thiệt hại 1,5 tỷ đồng. Thực ra là âm ỉ rơi vào khoảng trên 25. Sau đó là ngành điện và công nhân của công ty đã có thay trên 100 cái công tơ. Còn bên cơ quan pháp luật thì có phát hiện ra khoảng trên 30 cái. Thì đến giờ phút này thì đang hạ thấp cái tổn thất xuống đến mức độ là bây giờ hiện tại có thể thất thoát đến cái mức độ là rơi vào khoảng 20%. Tình trạng ăn cắp, gian lận, đo điện không chỉ xảy ra với các đại lý bán điện tư nhân mà còn xuất hiện ở cả những địa bàn do Điện lực Hải Dương trực tiếp quản lý. Đối tượng trộm cắp điện cũng rất đa dạng, từ các doanh nghiệp sản xuất lớn, hộ kinh doanh tư nhân cho đến các hộ dân. Có nhiều tổ chức là lấy cắp điện mang có hình thức là có tính chất tinh vi và thủ thuật rất nhiều, đặc biệt là ở một cái vùng nông thôn. Hiện nay là sau khi chúng tôi tiếp nhận thì cái việc mà quản lý nó ở vùng sâu vùng xa cũng như địa bàn nó rộng rất khó khăn, trên cái việc mà lấy cắp điện thất thoát điện ở cái vùng này rất còn nhiều, do lưới điện chưa được cải tạo cũng như ý thức người dân chưa được hiểu biết nhiều. Đây là tang vật trong 132 vụ trộm điện bị các kiểm tra viên Điện lực Hải Dương phát hiện từ đầu năm đến nay. Những mánh khóe thường dùng để gian lận điện là câu điện không qua công tơ, cắt bớt lõi đồng hoặc thay bánh răng có bán kính lớn để công tơ quay chậm lại. Sau khi sửa chữa, các đối tượng còn tinh vi dùng keo gắn lại kẹp chỉ để xóa dấu vết. Thậm chí khi bị ngành điện nghi ngờ, nhiều người còn lấy công tơ nhà khác lắp sang nhà mình hoặc vứt bỏ công tơ để phi tang chứng cứ. Hơn nữa, do công tơ được treo trên cột ở ngoài đường, nên nếu không bắt được quả tang, không đủ trình độ kiểm định công tơ, thì dù biết là bị trộm điện cũng khó có thể xử lý. Thực ra là trong quá trình kiểm tra về phần kỹ thuật, thì anh em một số những cái phần kỹ thuật đơn giản anh em có thể phát hiện được. Nhưng nếu phần kỹ thuật cao hơn, thì thực ra cái này phải nhờ đến bên nơi có phần kỹ thuật cao hơn để họ giám định, kiểm tra được. Cái này thì đến giờ phút này thì bên cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra. Chỉ cần thay đổi một số chi tiết là chiếc công tơ này có thể giúp những người chủ của nó tiết kiệm 10, 30%, thậm chí là lên đến 50% số điện mà họ phải trả trong vòng một tháng. Việc phát hiện những cái vi phạm như thế này là rất khó khăn. Tuy nhiên cái việc mà xử lý hình sự hoặc là xử phạt được những cái đối tượng vi phạm còn khó khăn hơn rất nhiều. Theo luật điện lực thì trộm điện từ 3.000 kW trở lên là đã bị truy cứu hình sự. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều vụ việc trộm cắp điện hàng tỷ đồng bị phát giác vẫn chỉ bị phạt hành chính vì không đủ bằng chứng để khởi tố. Điều này khiến việc tái phạm diễn ra nhiều lần. Tình trạng bất lực với trộm cắp điện kéo dài mãi đến tháng 8 vừa qua, khi lần đầu tiên Hải Dương đưa ra xét xử được hai vụ trộm cắp điện. Sau phiên tòa, 22 đối tượng phải lĩnh án tù, bao gồm cả người sửa công tơ lẫn người sử dụng điện. Tuy nhiên, để có đủ chứng cứ nhằm đưa các đối tượng này ra hầu tòa, ngành điện đã phải cầu viện đến lực lượng cảnh sát hình sự thay vì tự mình đi phát hiện vi phạm như trước. Là ngay từ đầu là hai bên phối hợp mà có thể thành lập ban chuyên án và đi điều tra sát với các đối tượng khách hàng và có nghi ngờ là vi phạm vào cuộc ngay từ đầu. Đấy. Thì lúc đấy thì cái hồ sơ để truy tố đối tượng nó chặt chẽ và đầy đủ hơn. Dù biết lực lượng công an không thể cứ suốt ngày lập chuyên án để điều tra các vụ trộm cắp điện cho ngành điện, song trong bối cảnh chưa tìm được biện pháp nào khác khả dĩ hơn, ngành điện vẫn hy vọng một vài bản án nghiêm khắc, chí ít cũng sẽ có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh những đối tượng vẫn đang lén lút ăn trộm như hiện nay. Tình trạng ăn cắp điện không những gây ra thất thoát điện năng, hư hại tài sản của ngành điện mà còn làm tăng nguy cơ mất an toàn trong cung ứng và sử dụng điện, thậm chí có thể dẫn tới việc nguy hiểm tính mạng của người dân.
Gần đây còn xuất hiện nhiều thủ đoạn trộm cắp mới rất tinh vi như là sử dụng remote để ăn cắp điện từ xa, giấu thiết bị ăn cắp điện trong tủ, dưới giường hay đặt âm trong tường nhà. Nghĩa là người dân ở nhiều nơi đã tính tới việc ăn cắp điện ngay trước khi xây nhà của mình. Tuy nhiên thì theo mọi quy định, mọi hành vi gian lận đều phải được bắt quả tang. Hơn nữa thì mức phạt hiện nay còn quá nhẹ, chỉ từ 1 cho đến 30 triệu đồng. Việc xử lý hình sự còn phải dựa nhiều vào cơ quan công an, khiến cho hiệu quả xử lý nạn trộm cắp điện vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là nội dung câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Còn bây giờ tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 12. Ngày hôm nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 sẽ được khai mạc và diễn ra cho tới ngày 7 tháng 12. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ dành thời gian để các đại biểu xem xét, thảo luận, chất vấn các nội dung liên quan về kinh tế xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2013, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị. Ngày hôm nay, Hội nghị toàn thể IGS, chương trình hỗ trợ quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ diễn ra tại Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu, cộng đồng các nhà tài trợ trong nước và quốc tế sẽ cùng thảo luận về hướng phát triển cũng như khả năng hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với nông nghiệp Việt Nam. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi về giáo dục an toàn giao thông, ngành học mầm non, tiểu học. Hội thi nhằm phát huy tính tích cực và tiềm năng của đội ngũ giáo viên, tự nghiên cứu làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Ngày hôm nay, ngày hội tung hàng Tết 2013 sẽ được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dành cho các nhà phân phối, nhà bán lẻ, tiểu thương các chợ, hệ thống siêu thị và các tổ chức chăm lo Tết cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với chương trình này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu LBC kỳ vọng sẽ hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng Tết của doanh nghiệp cho các đối tượng công nhân viên người nghèo. Ngày hôm nay, để chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10, hưởng ứng Ngày Tình nguyện Quốc tế mùng 5 tháng 12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2012 và Ngày hội Tình nguyện 2012 tại Hà Nội. Mục đích của chương trình nhằm tôn vinh các tổ chức tình nguyện có những cống hiến và những thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Ngày hôm nay, Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Bắc Trung Bộ Thanh Hóa 2012 sẽ được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa. Hội chợ do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức và kéo dài tới ngày 10 tháng 12. Hội chợ là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác kinh tế, đẩy mạnh đầu tư phát triển, mở rộng thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực Bắc Trung Bộ. Tiếp theo là những tin tức quốc tế trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Hôm qua ngày 3 tháng 12, hãng thông tấn NHK của Nhật Bản dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết tầng thứ nhất của tên lửa gồm 3 tầng đã được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa vào bệ phóng. Đây sẽ là một vụ phóng tên lửa thứ hai dưới thời lãnh đạo Kim Jong Un. Theo nguồn tin trên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lắp tầng 1 của tên lửa vào bệ phóng. Điều này có nghĩa là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang khởi động quá trình phóng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, theo các quan chức tình báo và quân đội Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phải mất từ 3 đến 4 ngày để dựng toàn bộ 3 tầng của tên lửa. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khẳng định nước này phóng tên lửa là để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh như Hàn Quốc và Nhật đã lên án vụ phóng là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Hiện lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai các đơn vị để bắn chặn các bộ phận từ tên lửa của Bình Nhưỡng. Một đơn vị phòng vệ trên không đã bắt đầu di chuyển từ tỉnh Wakayama của miền Tây đến Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản. Xe của đơn vị này chở tên lửa bắn chặn PAC-3 và những giàn phóng. Các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ có trang bị hệ thống PAC-3 cũng rời căn cứ tại hai tỉnh Shiga và Fukuoka. Quân đội Nga đang thử nghiệm một hệ thống cáp treo di động tiện lợi tại khu vực miền núi Kavkaz giáp với biên giới Georgia, giúp cải thiện đáng kể thời gian điều động binh sĩ và đạn dược tại các khu vực có địa hình hiểm trở. Đối với quân đội Nga đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống các phiến quân tại vùng núi Kavkaz, hệ thống cáp treo này là một công cụ cực kỳ đáng giá. Các linh kiện của hệ thống cáp treo di động có thể được lắp ráp lại một cách nhanh chóng, cho phép vận chuyển tốc hành binh sĩ và đạn dược tại các địa hình đồi núi. Hiện hệ thống cáp treo nói trên đang được triển khai trong các đợt tập trận của quân đội Nga dưới sự theo dõi sát sao của kỹ sư thiết kế Alexander Filipov. Hệ thống cáp treo mới sẽ được sử dụng tại các địa hình đồi núi, nơi các tuyến đường giao thông đã bị phá hủy và không có đường nào khác để đi.
Hệ thống cáp treo di động có thể được thiết lập ở độ cao 700 mét và có thể cùng lúc vận chuyển vài binh sĩ cùng đạn dược. Được biết, ý tưởng chế tạo hệ thống cáp treo di động từng được đề xuất trong những năm 1980 khi quân đội Liên Xô đang chiến đấu tại các khu vực miền núi ở Afghanistan. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã hồi đầu thập niên 1990, ngân sách phát triển dự án chế tạo hệ thống này cũng tan rã theo. Nhưng 10 năm sau, những vụ giao tranh dài dằng tại khu vực biên giới phía nam nước Nga khiến chính phủ nước Nga cho tái phát triển dự án trên. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Hôm qua, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thành phố Homs, miền trung Syria, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR, vụ đánh bom xe xảy ra tại khu vực Hamra do quân chính phủ kiểm soát kể từ khi bùng phát các hoạt động nổi dậy. Trong khi đó, quân chính phủ tiếp tục các chiến dịch lớn, tấn công các địa điểm lực lượng chống đối chiếm giữ xung quanh thủ đô Damascus. Thống kê của SOHR cho thấy có ít nhất 134 người thiệt mạng trên cả nước Syria trong ngày này. Trong khi đó, tại Pakistan, một vụ đánh bom cũng đã xảy ra gần một chiếc xe tải của lực lượng cảnh sát thành phố Peshawar, miền Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe gặp nạn khi đang tuần tra trên đường Kohat thuộc ngoại ô thành phố. Hiện vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, giới chức thành phố cho biết nhiều khả năng lực lượng Taliban là thủ phạm gây ra sự việc trên. Tại Trung Quốc, một vụ tai nạn liên hoàn 50 xe đã xảy ra tại điểm giao cắt Thành Đô, Miên Dương thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Kinh-Côn Minh ở tỉnh Tứ Xuyên, cướp đi sinh mạng của một người và ít nhất 6 người khác bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến đường cao tốc này bị đình trệ nhiều giờ liền. Theo giới chức địa phương, hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác của sự cố, song thời điểm xảy ra tai nạn, sương mù trên tuyến đường này khá dày, cản trở tầm quan sát của các tài xế. Sau một thời gian dài chờ đợi, triển lãm ô tô lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm đã khai mạc tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Không làm phụ lòng những người yêu xe, ngay từ những ngày đầu, rất nhiều mẫu siêu xe từ khắp thế giới đã được các nhà sản xuất đem ra giới thiệu tới công chúng. Ngay trong ngày đầu khai mạc triển lãm, giới đam mê xe cộ đã bị choáng ngợp trước một rừng siêu xe. Ngoài những mẫu xe đã công bố với giới báo chí trước đó, tại trung tâm hội nghị Los Angeles, nơi diễn ra triển lãm, còn có sự xuất hiện bất ngờ của nhiều mẫu xe đẹp mắt và hấp dẫn. Trong số này phải kể đến khủng long Inner G-Force của Mercedes-Benz, chiếc Jeep Rubicon 2013 phiên bản kỷ niệm 10 năm của dòng Wrangler và đặc biệt nhất là chiếc Smart Car của Jeremy Scott. Bên cạnh những mẫu xe độc lạ, Los Angeles Auto Show 2012 rất xứng đáng với danh hiệu show diễn của năm khi hầu như không vắng mặt bất cứ ông lớn nào trong ngành công nghiệp ô tô. Ngoài những hãng xe lớn đến từ các nước, chủ nhà Mỹ với nền công nghiệp ô tô hàng đầu cũng có hơn 400 doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô tham dự. Đây là triển lãm có số lượng gian hàng nhiều nhất thế giới với con số hơn 800, trong đó gian hàng ô tô vẫn chiếm tỷ lệ lớn 60%, mặt hàng phụ trợ chiếm 30%, còn lại là tạp chí và các mặt hàng khác. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 12. Ngoài việc trưng bày sản phẩm quảng bá thương hiệu, ban tổ chức Los Angeles Auto dự định trao thưởng cho các mẫu xe ở nhiều hạng mục như giải công nghệ xanh, công nghệ của năm, xe xanh của năm và cuộc thi dành cho nhà thiết kế ngay tại triển lãm. Trong khi đó, các hãng xe cũng tự tổ chức nhiều sự kiện cho riêng mình như lái xe có thưởng của Mercedes, trải nghiệm cùng Fiesta của Ford, cùng test Smart Car của Jeremy Scott. Với giá vé $4 cho ngày khai mạc và $2 cho ngày thường, Los Angeles Auto Show 2012 thực sự thu hút một lượng lớn khách tham quan cho đến khi triển lãm kết thúc. Vì muốn được vinh danh vào sách kỷ lục Guinness, thủ lĩnh của ban nhạc Firestar, Sadie Simpson đã lặn lội đến một trong những nơi lạnh giá nhất của trái đất để chơi nhạc, đó là làng Omiakon của vùng Siberia của Nga, nơi nhiệt độ thường ở dưới âm 30 độ C. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Charlie Simpson được mọi người xem là một ngôi sao nhạc rock tuyệt vời kể từ khi anh ôm đàn đứng hát trong thời tiết âm 30 độ C ở Siberia. Màn trình diễn của anh đã trở thành niềm tự hào của những người dân địa phương. Đi cùng với anh tới làng Omiakon, nơi diễn ra kỷ lục và cũng là nơi được mệnh danh là điểm cực lạnh, có 3 thành viên hỗ trợ. Vì thời tiết quá khắc nghiệt nên họ phải di chuyển trong suốt 4 ngày liền mới đến được nơi cần đến. Nhóm nhạc đã có những trải nghiệm thú vị trên đường cao tốc Colima, vốn được gọi là con đường tử thần, một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Thế nhưng, vì ước mơ lập kỷ lục, Charlie đã đánh đàn và hát suốt 15 phút. Đây là một chuyến đi lớn trong cuộc đời của tôi.
Nó mang lại cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ có trong đời. Thời tiết thật lạnh và thật khó để chơi guitar với găng tay, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có cách ủ thật nóng bàn tay của mình trước khi trình diễn để tránh nó bị tê cóng. Oyimiakon được xem là một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới. Nơi đây có rất ít người sinh sống. Thời tiết ở đây khắc nghiệt đến nỗi, dù có mặc ấm đến cỡ nào, du khách cũng khó có thể đứng ngoài trời trong 5 phút. Còn hơn 2 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh, song không khí sôi động của mùa lễ này đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Và mới đây, tại thành phố Nuremberg thuộc bang Bavaria, miền Nam nước Đức, một trong những hội chợ Giáng sinh nổi tiếng nhất thế giới đã khai mạc. Còn tại Australia, Gangnam Style đang trở thành cảm hứng cho một mùa Noel mới. Hội chợ ở Nuremberg là một trong những hội chợ Giáng sinh đẹp nhất châu Âu. Theo truyền thống, một thiếu nữ từ 16 đến 18 tuổi sẽ được chọn để đóng vai nữ chúa. Nữ chúa sẽ xuất hiện trên ban công của một nhà thờ đối diện quảng trường chính của thành phố và đọc bài thơ chính thức khai mạc hội chợ Giáng sinh. Hàng năm cứ vào thời điểm này, một lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới lại tập trung về Nuremberg để được tận mắt chứng kiến hội chợ Giáng sinh nổi tiếng. Hội chợ năm nay có hơn 180 gian hàng, trưng bày đủ các mặt hàng Giáng sinh, từ những món đồ chơi truyền thống cho đến bánh kẹo, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách tham quan. Năm nào tôi cũng tham gia hội chợ Nuremberg, vậy mà đã 40 năm rồi đấy. Ánh sáng, thực phẩm, đồ trang trí và cả không khí Giáng sinh nữa, không thể nào lẫn đi đâu được. Đến với hội chợ, khách tham quan còn được thưởng thức món xúc xích rán và rượu nóng Glühwein nổi tiếng của Nuremberg. Hội chợ sẽ kéo dài đến trưa ngày 24 tháng 12 để mọi người kịp trở về nhà chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh vào nửa đêm. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với thành phố Perth, Australia để chiêm ngưỡng ngôi nhà Giáng sinh được trang trí với hơn 41.000 bóng đèn, 2 km dây điện. Anh Kim Ullman đã phải mất 200 giờ để hoàn thành tác phẩm này. Điều đặc biệt là ánh sáng phát ra từ ngôi nhà Giáng sinh dựa theo bản nhạc Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới trong vài tháng trở lại đây. Màn trình diễn của Kim Ullman đã được đăng lên YouTube, cũng thu hút hàng triệu lượt người xem và được bình chọn là màn trình diễn ánh sáng Giáng sinh đẹp nhất thế giới. Đêm nghệ thuật Hennessy Artistry với chủ đề Đêm của những giấc mơ không biên giới đã diễn ra vô cùng sôi động tại Shanghai Arena của Thượng Hải Trung Quốc với sự góp mặt của hơn 10.000 khán giả. Đặc biệt, sự có mặt của á quân American Idol 2009 Adam Lambert cũng đã khiến và những nghệ sĩ nổi tiếng khác đã đem tới cho khán giả một đêm nhạc nhiều cảm xúc và rực lửa. Á quân American Idol 2009 được xem là nghệ sĩ đinh và có nhiều fan nhất trong những cái tên tham gia biểu diễn lần này, nhưng anh lại là người xuất hiện thứ hai trong chương trình sau nhóm Mayday. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục hàm hố và đôi mắt được tô đen, Adam khiến đám đông hơn 10.000 khán giả bị bất ngờ và gần như phát cuồng khi anh bắt đầu hát những câu đầu tiên trong bản hit nổi tiếng của mình If I Had You. Ngay sau màn chào hỏi khiến cả hội trường phải đứng dậy, Adam Lambert thể hiện liên tiếp 5 bản hit của mình, bao gồm Naked Love, Never Close Our Eyes, What You Want From Me, Fever và Trees Passing. Giữa mỗi phần trình diễn, Adam cũng dành thời gian tâm sự với khán giả nhiều điều về con đường đi tới thành công, về ước mơ âm nhạc thời nhỏ của anh. Mặc dù không đạt ngôi quán quân tại American Idol 2009, nhưng sau đó Adam Lambert còn nổi hơn người chiến thắng là Chris Allen. Anh được đánh giá là một trong 3 ngôi sao sáng nhất của American Idol qua các mùa, cùng với Kelly Clarkson và Carrie Underwood. Ngoài Adam Lambert, 3 nghệ sĩ còn lại là nhóm Mayday đến từ Đài Loan, Aurea đến từ Bồ Đào Nha và Nemesis đến từ Hàn Quốc cũng mang tới cho chương trình những khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời. Hennessy Artistry ra đời từ năm 2006 và sau 6 năm đã trở thành một trong những chương trình ca nhạc nghệ thuật được khán giả ở nhiều nơi quan tâm. Thông điệp của đêm nhạc lần này là hãy dám vượt qua mọi rào cản để theo đuổi ước mơ. 4 nghệ sĩ được mời tham dự chương trình đều là những giọng ca đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng không ngừng vượt lên để đạt được giấc mơ âm nhạc. Họ đã tạo nên những tác động mạnh mẽ đến công chúng yêu nhạc, truyền cảm hứng tiếp tục kiên trì bước tiếp trên con đường chinh phục hoài bão của riêng mình. Và thông tin nghệ thuật vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc Sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo.